Giang Huyan, tỷ phú bất động sản giàu nhất xứ Trung nhưng là nhân vật rủi ro chính trị. Tỷ phú bất động sản Giang Huyan hay còn gọi là Dương Huệ Nghiên, bà sinh năm 1981 tại Quảng Đông. Mặc dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, trong mắt của nhiều người, đời sống của bà Giang Huyan luôn sung sướng, mọi thứ được trải sẵn trên thảm đỏ, nhân sinh đã đi đến đỉnh phong từ lúc mới chào đời. Tuy nhiên thực tế thì khác hẳn, dù sinh ra đã ở vạch đích nhưng Giang Huyan vẫn nỗ lực, thậm chí chăm chỉ hơn người bình thường. Nữ thừa kế xinh đẹp nhưng không vô dụng. Giang Huyan là con thứ hai trong số ba người con gái của ông Giang Guoyan, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Country Garden Holdings nổi tiếng của Trung Quốc và là con thứ hai trong ba người con gái của ông Giang. Ngay từ khi còn nhỏ, Giang Huyan tạo ấn tượng với những người xung quanh bởi tài năng vượt trội của mình. Do đó, trong các người con, ông Giang Guoyan quyết định chọn Giang Huyan làm người thừa kế sự nghiệp của mình. Từ lúc còn học trung học, bà đã được cha cho tham dự vào các cuộc họp của ban hội đồng quản trị. Giang Huyan được cho đi du học tại Mỹ sau khi tốt nghiệp phổ thông. Thời điểm ấy, để phù hợp với công việc của gia đình, cô chọn học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Ohio, Mỹ. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Đại học tiểu bang Ohio, bà về nước phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Hai năm sau đó, ông Giang Guoyan quyết định rút lui khỏi thương trường và giao lại toàn bộ sự nghiệp cho con gái. Thời điểm đó, Giang Huyan nhận 70% cổ phần của Country Garden Holdings từ cha và chính thức trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Hiện tại, Giang Huyan chỉ còn nắm sở hữu 55% cổ phần của tập đoàn này. Đứng trên đỉnh vinh quang và lập gia đình ở độ tuổi 30, Giang Huyan chứng minh cô luôn làm tốt vai trò của mình. Hiện tại, Giang Huyan chỉ còn nắm sở hữu 55% cổ phần của tập đoàn này, sánh duyên với quan chức cấp cao. Vụt sáng trên thương trường nhờ danh hiệu nữ tỷ phú, Giang Huyan còn khiến nhiều người mê mẩn bởi gương mặt xinh xắn và thanh tú. Cô được rất nhiều người theo đuổi nhưng không đàn ông nào lọt vào mắt xanh. Cho đến lúc những hình ảnh về đám cưới của nữ tỷ phú rạo rĩ trên Internet năm 2006, mọi người lại càng bất ngờ khi mối lương duyên này được kết thành từ một buổi hẹn hò mai mối mà cô dâu và chú rể không biết gì về nhau từ trước. Ngay lập tức, chồng của mỹ nữ tỷ đô, ông Chen Chong, trở thành nhân vật được dư luận xăm soi. Dù không quá nổi bật, nhưng ông Chen cũng có thân thế không tầm thường. Ông hơn Giang Huyan 4 tuổi và là con của một vị quan chức lớn ở Quảng Đông. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Đại học Tsinghua, Trung Quốc và thạc sĩ sinh học tại Royal Holloway and Bedford New College, Đại học London. Năm 2015, ông Chen được bổ nhiệm là Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Nhật Bản tại Quảng Đông. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông chính thức tham gia vào Hội đồng Quản trị Country Garden Holdings và giữ vai trò giám đốc không điều hành. Trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất. Có thể nhiều người chưa nghe đến cái tên Giang Huyan, nhưng nói đến ba chữ Country Garden thì không ai không biết. Ngay từ nhiều năm trước, Country Garden đã trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, đạt doanh thu 100 tỷ nhân dân tệ và có tên trong Forbes Global 500. Giang Huyan là con gái của người sáng lập Country Garden Group Giang Guoyan và hiện là đồng chủ tịch của Country Garden Group. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, Viện Nghiên cứu Hurin đã công bố danh sách người giàu toàn cầu của Hurin năm 2021. Giang Huyan đã xếp hạng thứ nhất với 2.150 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2 lần tài sản ròng của tỷ phú Vương Kiện Lâm, trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, người ta chỉ nhìn thấy điều kiện hào nhoáng bên ngoài của cô mà không biết rằng thành quả có được ngày hôm nay đều là sự vất vả và biết bao công sức bỏ ra trong những năm tháng ấy. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nữ tỷ phú 8X, doanh thu của tập đoàn Country Garden Holdings đạt 23 tỷ đô. Đến năm 2017, bà Giang đã biến con số này tăng lên kỷ lục, lên đến 85 tỷ đô. Nữ tỷ phú đã đưa Country Garden Holdings trở thành gã khổng lồ đáng gờm trong ngành bất động sản ở Trung Quốc sau khi đàm phán thành công thương vụ hợp tác với chính phủ Malaysia phát triển dự án khổng lồ Forest City trị giá 36 tỷ đô tại thành phố Johor Bahru, Malaysia. Dự án này được quy hoạch trên khu đất rộng 1.386 ha, gấp khoảng 3 lần kích thước của đảo Sentosa và dự kiến hoàn thành vào năm 2045. Theo Forbes, tài sản ròng của nữ tỷ phú Giang Huyan đạt ngưỡng 24 tỷ đô. Mức tài sản này đã tăng 1 tỷ đô bất chấp sự ảm đạm chung của thị trường bất động sản thế giới. Dù giới siêu giàu đi lên từ bất động sản đang lao đao do tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, song tài sản của nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc Giang Huyan vẫn liên tục tăng mạnh. Theo Forbes, tài sản ròng của nữ tỷ phú đạt ngưỡng 24 tỷ đô vào sáng ngày 13 tháng 4. Mức tài sản này đã tăng 1 tỷ đô chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, bất chấp sự ảm đạm chung của thị trường bất động sản thế giới. Giang Huyan hiện đang là người phụ nữ giàu nhất trong top tỷ phú bất động sản thế giới, bà đồng thời là người phụ nữ giàu nhất châu Á. Trở thành nhân vật rủi ro chính trị. Theo tài liệu rò rỉ được bộ phận điều tra của hãng tin Al Jazeera Qatar thu thập, hơn 500 công dân Trung Quốc đã có quyền công dân Liên minh châu Âu-EU trong giai đoạn 2017-2019 bằng cách mua quốc tịch SIP. Jazeera khẳng định lượng tài liệu rò rỉ từ chính phủ SIP có thông tin của 2.500 người nhập cư vào đảo quốc này trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ đầy đủ danh sách người nhập cư theo chương trình đầu tư SIP hay còn được gọi là hộ chiếu vàng. Hãng tin tiết lộ 8 nhân vật mang quốc tịch Trung Quốc, trong đó có Giang Huyan.
Theo luật pháp Trung Quốc, công dân nước này được xin cấp thường trú nhân hoặc quốc tịch nước khác. Tuy nhiên, công dân chỉ được giữ một quốc tịch nên sẽ mất quyền công dân Trung Quốc một khi có quốc tịch mới. Có đến 5 trong 8 người Trung Quốc được Al Jazeera tiết lộ thuộc nhóm nhân vật rủi ro chính trị. Nhóm này không chỉ mua quốc tịch cho bản thân mà còn bảo lãnh cho thành viên gia đình, gồm người thân làm việc trong các tổ chức cố vấn chính sách và lập pháp Trung Quốc. Phần lớn tài sản của bà Jan được kế thừa từ cha Jeong-kwok-kyung. Tài liệu rò rỉ cho thấy, bà Jan được cấp quốc tịch ship vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Những nhân vật rủi ro chính trị khác trong nhóm đều là thành viên cơ quan chính quyền địa phương. Một số trường hợp giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân hoặc quốc doanh của Trung Quốc.